Theo kết quả khảo sát về triển vọng năm 2024, có 71,1% doanh nghiệp muốn kiến nghị với chính phủ về những chính sách ưu đãi thuế. Doanh nghiệp muốn giảm bớt được số tiền phải nộp ngân sách, từ đó bổ sung vào nguồn vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho việc đầu tư vào nhân sự và công nghệ. Song song với giảm thuế, hoãn thuế, phí dịch vụ, các gói tín dụng ưu đãi, vừa tận dụng tốt các FTA đã ký kết, đẩy mạnh đàm phán, ký kết thêm các hiệp định mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cũng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp gõ cửa các thị trường mới tiềm năng.